Rồi, xin chào anh em. Chúc tất cả anh em một thứ hai đầu tuần luôn luôn thành công và vui vẻ. Với cuộc sống hiện nay, những cái ngành nghề nào cũng xảy ra sự cố. Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải xử lý ra sao. May quá hôm nay thứ hai thì Facebook tự dưng trơn tru trở lại, có nghĩa là không bị ngắt tín hiệu để đường truyền tốt nhất đến với anh em. Và hôm nay tình tiết chúng tôi đường bị gặp một sự cố xảy ra, thì cũng như theo những cái bài mà mình đã chia sẻ với anh em, thì cái anh khách đấy vừa về, thì chút xíu nữa là anh khách đấy ra, mình sẽ lại tiếp tục để chia sẻ với các bạn khi gặp sự cố xảy ra. Vì thông tin như đây, thì cái dòng xe SC này, SCR, dòng gọi là anh em hay gọi là từ lít, đó là mã SCM là 902 của dòng xe nhập khẩu 100% của Trung Quốc. Thì hôm qua tình trạng đến với cửa hàng thì như các anh em đã nhìn thấy khô tất cả mọi chi tiết bên trong. Và thường thường thì khách hàng này cũng là một người thợ, thì họ bơm trước cái xe này, họ đã tự thay lọc xăng mọi cái rồi. Nhưng mà hôm qua là thợ của mình đến thì anh em đã thấy hiện tượng là kim nhiệt độ tăng cao. Và thứ hai nữa là gì? Họ đã thay thế phớt và thay nước nhiệt. Thì cuối cùng xong thì thay xong lại không nổ, nước thì trào, thì kiểm tra thì không nổ máy được nữa, cứu đổ dầu vào trong buồng đốt cũng không được, và chúng tôi đã phải để tiến hành đó là rút đầu ra. Thì tình trạng đầy vít tông đây anh em. Rồi, xin chào Di Báu nhá, xin chào Hoàng Long, xin chào Long Khánh, Vũ Tuấn. Thì tình trạng là vít tông bị bó quả, nhưng anh nói anh đổi thừa là hôm qua thay phớt xong là không đúng, và bị nước bơm cái quạt nó không quạt được, làm cho lúp bê với mức độ là chưa lổ được cái tí xíu nào đã bị xước như này. Thì anh đấy là anh là thợ, anh kêu là vừa rồi thì anh đã có từng tự ý đó, là anh đã kêu xe chạy lim máy, anh đã biết rằng là một là tắc kim, hai là tắc bơm nhiên liệu. Và anh đã tự mua cái lọc nhiên liệu đó về, là anh đã thay, thì gỡ ra tình trạng thì bó quả này thì anh đổi thừa. Nên là tất cả anh em khi chúng ta làm thợ thì giả dụ như là một người không hiểu biết giải thích rất dễ, một người phụ nữ cũng đơn giản, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Nhưng riêng đặc biệt anh này, anh đang làm thợ, nếu theo như anh em đây một trường hợp xảy ra, đến nay tôi cũng chưa biết giải thích anh ấy đòi, nhưng mà anh kêu lý do là do chúng ta thay cái đường nước, đường phớt không thể bơm nước vào được thì nó sẽ xảy ra sự cố như trên. Anh em ạ, đấy, hôm nay là một cái trường hợp là hư hữu xảy ra. Có nghĩa là chút xíu là anh mới tới để tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn xem anh đấy là một người đó đương trong tình trạng mà rất là hiểu, nhưng mà tôi cũng chưa thể nói được cái câu gì gọi là rõ ràng. Theo anh em, nếu chúng ta thay một dàn phớt nước xong là tình trạng có bó quả như này hay không, hay là thường là bó mà bị sọc hết cái trên những cái dòng piston này, thì thực thường những cái dòng xe ga thì thực chất khi đã xước hơi này thì khi nào nó phải bó cứng thì lúc đấy nó mới kêu thôi. Còn những cái tình trạng là như anh em đã thấy, những cái xước như này thì xe chưa chắc đã kêu nhá. Ở đây một trường hợp cũng rất là khó giải thích, vì anh đó cũng là một người thợ nhưng lại sửa những dòng xe cũ như dòng xe Rimway, thì họ lại chưa hiểu rằng là trên dòng xe đầu Rimway thì sử dụng bằng gió gì, giải nhiệt bằng gió trời, có nghĩa là dùng hai cái bửng, thứ nhất là làm đẹp, thứ hai nữa là gió trời vào trong để lấy cái gió trời để đưa vào những cái cánh tản nhiệt. Nhưng những dòng xe ga
đặc biệt là những cái dòng xe ga, cái dòng xe có sử dụng dung dịch làm mát thì sẽ có cái quạt trực tiếp và trên cái cột vòng tua con máy, thì cái vấn đề tình trạng kêu thì không có. Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tình tiết của mình đường gặp ra lần đầu tiên trên cuộc đời là gặp một người thợ 20 năm mà hôm nay mình lại không biết giải thích, và giải thích từ nãy giờ anh cũng chỉ đổi thừa là vấn đề do bản thân mình, do những anh em thợ chỗ mình là đổ nước nhiệt vô, không bơm nước nhiệt trong vòng xíu vậy thôi là nó có thể sập như này. Anh em cho mình ý kiến cả, giải thích ra sao nha anh em. Lưu ý anh em chia sẻ đến hội nhóm và giải quyết chút xíu. Cái anh khách đó là một người thợ đến 20 năm làm nghề, và họ nói rõ luôn là nếu bó quả như trên thì xe sẽ chạy, sẽ rất là kêu. Nhưng phải đối với dòng xe gì? Thứ nhất là những dòng xe sử dụng mức độ giải nhiệt bằng gió trời như Dream Way thì mới bị nha. Còn nếu cái dòng xe mà sử dụng dung dịch giải nhiệt đấy, dung dịch ấy, thì cái độ kêu của nó là hầu như không có. Bó máy, bó lại thì lúc đấy mới biết tình trạng là xe hết dầu hoặc là hết gì, hết nước giải mát. Đây anh em nhìn thấy rõ. Mình thì đủ cái cơ sở để chứng minh cho anh đó, có nghĩa là mình ở trên chỗ mình thì rất là nhiều cái camera. Nhưng anh cũng không chịu, anh kêu cái điều đấy là em đã biết, nhưng ở đây có nghĩa do anh thay nước nhiệt. Bây giờ xử lý ra sao các anh em? Nếu giải thích một người thợ, họ đương làm một người thợ, họ biết là bó quả là kêu đúng, tình trạng bó quả sẽ kêu, nhưng mức độ của những dòng xe gì, đặc biệt là những dòng xe số nha. Rồi các anh em hãy giải thích chút xíu nữa, anh thợ đấy anh sẽ ra, anh em nghĩ cách giúp mình. Gì mới gọi điện tới, em gọi ngược lại dùm anh cho em nó cách. Hưng á. Một ngày hôm nay là không được vừa suôn sẻ, chẳng phải là suôn sẻ mà một gặp ngay một anh thợ cực kỳ là hiểu biết quá, cũng khổ lắm anh em ạ. Đây là một cái mức độ để chúng ta dần giải thích cho những anh em một người thợ, nhưng mà là họ lại chỉ hiểu về đơn thuần thôi. Và hôm nay tôi cũng phải lăn tăn về cái chuyện giải thích cho anh á, nhưng mà chút xíu nữa tiếp theo anh ấy tới thì anh em sẽ nghĩ cách để nói làm sao những anh em thợ đó để hiểu được hơn. Vậy em. Tại vì sao không, mình thấy là rất là phi lý anh đó. Có nghĩa là ở đây là gì, anh cứ đổ thừa cho mình là một hai là do anh em thợ đổ thay hết hệ thống giải nhiệt và đổ nước vô trong cái hệ thống giải nhiệt đó để làm tình trạng lớp B. Rồi xin chào chú Lông Cương nha. Trời ơi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều, gần cái là anh mời cà phê. Xin cảm ơn anh em. Rồi xin chào em Tích Cương. Thì ở đây thì có nghĩa mình cũng nói cho rõ về nguyên lý hoạt động của những động cơ, như mình nói về hệ thống giải nhiệt, như một cái xe như Dream, The Way thì giải nhiệt bằng gì? Gió trời. Có nghĩa là nhờ những cái cánh tản nhiệt, và nhờ những gì? Nhờ những cái bửng để trang trí đẹp ở trên xe. Thì cái đấy để làm gì? Để hút cái gió vào để giải nhiệt động cơ đấy, làm mát. Còn những dòng xe ga thì nó sẽ bít bùng, thì nó sử dụng bằng gì? Thứ nhất là một dòng xe sử dụng bằng dung dịch. Một dòng xe như SOM hoặc là dòng xe Vision thì sử dụng bằng gì? Bằng cánh quạt tản nhiệt cốt máy đấy, là vào một cái bộ phận mà để bao bọc hết cả cái động cơ. Em gọi cho Hưng trước cho anh đã. Thôi thì đấy. Rồi ok, xin cảm ơn chú Lộc Cương. Đây là sáng nay thì một buổi sáng thì cũng là rất là đẹp trời, công việc thì cứ vẫn ok. Hôm nay may quá là cái hệ thống như là đặc biệt là gì? Thứ nhất là cái đường truyền internet, có lẽ là hôm qua chắc mình trực tiếp không được nên là bên đường truyền internet nó biết hay sao mà hôm nay nó xương sửa lỗi, mà từ sáng giờ không có bị trục trặc một đôi chút nào. Có nghĩa là không bị ngắt kết nối. Xe đây thì thực chất với các bạn đây. Đúng rồi Phạm Hiếu, chính xác. Đâm ra là rất khó giải thích cho những anh em. Có nghĩa là mình cũng nói rõ là vấn đề á, ở đây có nghĩa là mình phải giải thích cho các anh em, nhất là thợ, và thứ hai nữa là anh em cũng biết sơ sơ
rồi những người phụ nữ khó nhất là xử lý về vấn đề các chị em phụ nữ, tại vì họ nghĩ là theo một cái quan điểm thì một con sâu bỏ dầu nồi canh là có nghĩa là chúng ta thì làm rất là chân chính, có nghĩa chúng ta mở cái tiệm lớn như này là để chúng ta phục vụ khách hàng, chứ chúng ta không phải là một vấn đề mở lớn, không phải như hang hét cái gì cũng thay. Ở đây là chúng ta cần phải có tư vấn, rồi nói về nguyên nhân, rồi chúng ta mới đi đến thay thế. Nhưng mà đến hôm nay tôi gặp một cái trường hợp thì cực kỳ khó khăn. Ở đây, đây là dòng xe của chúng tôi cũng rất là nhiều đấy, anh em đấy ta đã thấy rồi. Làm một ngày trời nhưng mà về tất cả hệ thống điện tử thì các anh em đã thấy rõ, đây là toàn bộ là hệ thống điện tử. Thì những cái trường hợp để sự cố xảy ra về trên cái xe thì đối với mình thì rất là đơn giản về hệ thống điện tử. Nhưng cái khó khăn nhất đó là cái gì? Chữ nhẫn và để tư vấn cho khách hàng. Đó mới rất là khó khăn anh em ạ. Còn cái chuyện mà chúng ta mà làm được chữ nhẫn và thứ hai là chúng ta giải thích được tốt cho khách hàng hiểu, thì lúc đấy các bạn, các khách hàng sẽ có. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có tăng thêm vấn đề khách hàng. Sao em ơi? Rồi có em ơi. Rồi xin chào Võ Phước nha. Anh em chia sẻ chắc chút xíu là anh Thọ đấy sẽ đến và tôi sẽ phải có một cái điều chất vấn cùng anh. Để làm gì? Để làm rõ hơn, để cho khách hàng hiểu thấu hơn cho bản thân mình. Mình là một người chân chính, mình là một người làm thực và đúng với bản năng của là một người Thợ. Thứ hai là chúng tôi cũng không có thiếu gì camera các bạn ạ. Lưu ý, những cái camera là cái sống còn đối với sự cố khi các bạn xảy ra. Vì tôi đã biết được cái tình trạng xảy ra rất là nhiều năm qua. Tôi nói nghĩa là mỗi một tháng hoặc là trong vòng 5-6 tháng đấy lại xảy ra một sự cố. Nên là với mức độ camera là rất là quan trọng đối với tất cả anh em Thợ hiện nay. Và tôi đã từng tư vấn cho tất cả anh em học viên tại trung tâm Tân Tiến Phát để các anh em sẽ trang bị cho mình những gì, những cái gọi là hỗ trợ khi các bạn gặp sự cố. Đó là những hệ thống như là đặc biệt là camera. Rồi xin chào toàn thể, chào anh Bình Vũ nha, xin chào Hiếu Nguyễn. Và các anh em hãy cho mình biết để chút xíu giải thích anh Thợ, em Thợ đấy ra sao đây. Rất là khó khăn. Và hôm qua mình cũng đã nói chia sẻ với các bạn về cái dòng xe Piaggio. Vì hôm qua là nó đã bị liên tục, nhưng mà hôm nay tôi cũng chưa giao được vì hôm qua là rất là đông xe. Trong tình trạng những dòng xe Piaggio để chúng ta có thể đăng ký khóa bằng rất là nhiều hình thức, bằng rất nhiều mọi các kiểu trên những dòng xe Piaggio. Đây còn cái xe lít này chúng tôi cũng chưa có thời gian làm vì hôm qua thứ bảy chủ nhật cũng quá đông, anh em cũng làm không thể. Đây các bạn có thể nhìn thấy với mức độ của chúng tôi cũng rất là đông xe về hệ thống, đặc biệt là những dòng xe ga. Mình được may mắn hơn các bạn, có nghĩa mình đặt ở những cái được ở những cái vị trí đắc địa thuận lợi. Có nghĩa chúng ta đương ở thời điểm như là 2020, có nghĩa tôi đương nằm ở khu vực đặc biệt đó là thời điểm 3.0, có nghĩa chúng ta đương khách hàng đương kiếm đến chúng ta, đó là chúng ta mở những cái tiệm ở những địa điểm đẹp để mọi người nhìn thấy. Đấy các anh em ạ, xe thì rất là nhiều, toàn bộ hệ thống điện tử, nhưng mà lâu ngày cũng mình cũng gặp vào trường hợp hôm nay cực kỳ khó xử. Vị trí của chúng tôi đã có camera đây các anh em nhìn rõ đây, camera đã dọi ra đến đây, camera kia đã dọi ra đến tận đây luôn. Đây camera, đây camera kia luôn anh em nhé, camera tít ở dưới cuối cùng kia luôn. Rồi camera chúng tôi đã đặt rất là nhiều vị trí để gì, để khi chúng tôi gặp sự cố, đặc biệt là khi khách hàng không hiểu và cố tình không hiểu, thì chúng tôi đã tất cả những vị trí để khách hàng, trên cái xe của khách hàng nằm vị trí nào thì camera chúng tôi đều quay vào đến chính xác đến nó, để gì khi chúng ta gặp sự phản hồi lại của khách hàng thì chúng ta đã có những cái bằng chứng thiết thực. Với thời điểm hiện nay như anh em đã thấy, những cái gì đúng và sai sẽ được phơi bày thì các bạn sẽ đi đến sự thành công rất là cao.
Và hôm nay mình cũng chia sẻ thêm đôi chút, đó là camera sẽ hỗ trợ cho bạn trong tình tiết xảy ra cực kỳ lớn. Và chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn khi anh thợ đó đến để tiếp theo. Vì tôi cũng đường thuyết trình và tôi cũng phải anh ấy kêu gắn vô, nhưng mà bây giờ tôi cũng chưa thể gắn vô và tôi muốn giải thích cho nó rõ ràng. Có nghĩa ở đây để cho anh nhìn thấy rõ hơn, để cho những anh em khi gặp sự cố, những người khách cố ý vậy sẽ làm rõ hơn rất là nhiều về tình tiết, về nguyên lý hoạt động của những động cơ, đặc biệt là những dòng xe ga. Đấy, anh em đã thấy quả như này mà anh đó không chịu. Thôi xin chào anh em nhé, chút xíu nữa là khách đó đến mình sẽ trực tiếp và chia sẻ cùng các anh em. Thôi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày thứ hai làm việc luôn luôn vui vẻ và thành công. Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải cái dịch vụ là đứng lên hàng đầu, chuyên nghiệp tác phong đứng lên hàng đầu. Thứ hai nữa là gì? Trang thiết bị để phục vụ vào cái công việc chính của các bạn đứng hàng thứ hai, thứ ba, đó là mới gọi là đến tay nghề. Thì tất cả cái đó nó sẽ kết quả là bằng gì? Bằng sự thành công và tài chính của các bạn đi lên. Xin chào tất cả anh em. Đây thì chúng tôi đã đương phải vẫn phải hàng ngày để cố gắng đầu tư, hàng ngày để cố gắng để thêm những cái thiết bị công nghệ. Và sắp tới tôi cũng đương chuẩn bị của Digitoto ra, đó là thiết bị Motocan Tab, có nghĩa là thiết bị đó có thể kết nối Bluetooth ở trên một cái TV để trình chiếu lên TV, và chúng ta sẽ thao tác tất cả mọi công nghệ ở bên trên thiết bị đó, đặc biệt là chúng ta có thể kiểm tra thông số hiển ảnh trên thiết bị. Thứ hai là chúng ta có thể làm mã ID City. Thứ ba là chúng ta hiệu chỉnh audio tuần đồng hồ km trên tất cả những thiết bị như là Motocan Tab, là công nghệ mới nhất gọi là 4.0 hiện nay. Rồi, thôi xin chào tất cả anh em. Chào anh em rồi, nhưng mà mỗi một câu lại muốn nhấn lại để nói với các anh em một điều. Có nghĩa ở đây là tôi cũng làm thợ giống như các bạn, cũng chẳng giỏi gì hơn các bạn. Ở đây có nghĩa chúng ta được gì? Cọ sát thực tế và được va chạm thực tế thì chúng ta sẽ biết được hơn. Nên là cũng mong làm sao các anh em ở trên Facebook, đặc biệt các anh em ở vùng quê, vùng nông thôn thì cũng có điều là các anh em chưa được tiếp xúc thực tế. Nên có những cái anh em chia sẻ hoặc là anh em muốn hỗ trợ hoặc comment thì mình cũng phải nhấn like. Để gì? Cũng giống như mình lúc thuở ban đầu, mình cũng bắt đầu cập nhật về những cái công nghệ đó thì mình cũng phải ngỡ ngang. Thì sau ở các anh em ở tại thành phố thì được may mắn hơn các anh em ở vùng quê nông thôn. Có nghĩa ở đây là gì? Thứ nhất, anh em ở thành phố sẽ được cập nhật những công nghệ mới và được trải qua, và cũng bắt đầu tiên khi chúng ta mở ra cũng phải bỡ ngỡ. Thì sau này thì những anh em ở quê độ 2-3 năm sau thì các bạn mới làm được việc đó. Thì đó là điều bỡ ngỡ, không thể nào mà các anh em lại comment bảo sao lại dở thế, sao lại cái việc này cần phải hỏi. Thì những anh em đó là không có tế nhị và không hiểu được cái vấn đề. Đầu tiên các bạn cũng đừng bỡ ngỡ. Nên là anh em ạ, chúng ta cũng làm nghề, chúng ta cũng chung một cái nghề nghiệp, chúng ta cũng đường bước tiến để gì? Đi đến thành công, phát triển cửa hàng, phát triển hệ thống, phát triển về cái chuyên nghiệp. Nên là các bạn hãy thấu hiểu cho những anh em còn ít sự va chạm. Xin chào tất cả các anh em.